Du ký chuyện, câu chuyện tu hành. Trên đấy thì dẫn lên trên đồng xoài thì hỏi ý kiến sao hả thưa ông? Họ nói như thế này này. Mô Phật, dạ. Họ nói là thưa ông có những các đệ tử rất là trung thành. Vâng. Người ta chưa từng thấy. Dạ, à, thế à? Vâng. Người ta chưa từng thấy. Người ta nói như này, trên đấy đó là sư á, mà đi á, cho 10.000 cũng lấy, 5.000 cũng lấy. Mô Phật. Mà đằng này biếu 100.000 không nhận. Vâng. Thấy hôm họ đưa mấy trăm không thầy, mỗi người 100 và đưa một cái phong bì mấy trăm mấy thầy ạ, 300-400 gì. Vâng. Người ta nói như thế là cái đó là một cái khác thường. Mô Phật. Dạ. Đó rồi là nói đến tai nhà hiển. À. Đến tai nhà hiển, hiển có nói gì không thầy? À, anh Hiển là hứa là hôm sau là con xuống là cậu đưa con sang cái chỗ thầy Thanh Châu tu đấy. Nếu mà thầy Thanh Châu ở tu là ở nằm ở núi, ở hang, ở cốc thôi chứ vâng. Không có chùa to chùa lớn đâu. Vâng vâng vâng. Mà lên chỗ thầy Thanh Châu là đi cao lắm, không biết các anh có đi được không, mấy trăm bậc, thì 300 mấy chục bậc thì. Vâng. Thế rồi nhưng mà các anh nói vậy thôi thầy, các anh cũng rất là bận. Đúng rồi. Vừa rồi như thế là xuống giao hàng ở ngay ở chỗ cắt lái đó thầy. Vâng vâng. Giao hàng ở đó thế nhưng mà rồi cũng hàng đợt này như thế là nó đi Hàn Quốc rất là hút hàng. Cho nên vừa rồi xuống giao hàng xong thế rồi như thế là... Về đây có cắt lái thì có gần không, có mấy chục cây mà chắc không có thời gian bận. Không có thời gian bận lắm, để điện như thế là con xuống giao hàng xong đấy là con phải về ngay, con không xuống thăm cậu được. Thế bên cái chỗ cô Như đó, thầy Thanh Châu ạ. À. Vâng, sư cô Như, cái chùa đấy. Vâng. Cô nói này này, không phải mà đến chùa cô rồi cô đưa đẩy đâu. Vâng. Mà cô mời á, là nếu sư ông với thầy Thanh Châu ở lại thì ở xuống cái nhà ngang mà ở dưới á. Vâng. Thế nhưng mà cô ngại là lên xuống nó xa, nó cao quá rồi sư ông đi lại cũng khó khăn. Vâng. Cho nên là phải gửi sang bên chỗ thầy Tâm Khán. Vâng. Thế thì thầy ở bên chỗ thầy Tâm Khán như thế là được có một đêm thôi thầy nhỉ? Vâng ạ, có một đêm ạ. À, có một đêm. Thế rồi qua... thầy trao đổi với thầy Tâm Thắng thì thầy thấy làm sao? Thầy rất nông trọng đấy. Một năm ăn ngày một bữa, thầy mời đi ăn sáng ăn tối không ăn này. Hai nữa là thầy uống cà phê, thầy mang cà phê lên phòng con không thấy con uống. Nhưng mà thấy ra là thầy uống cà phê nó bốc qua cầu thang nó lên con. Con phải tắc ý mãi đấy. Tầm tứ mà, có tầm tư duy mà tứ là phải tắc ý. Mà con thương lắm thì con cũng đã có 3 năm chữa bệnh miễn phí ở quê rồi. Mà không bệnh nhân có ngày 40 bệnh nhân có 3 thầy trò chữa thôi. Nhưng mà họ rất phục với cái ăn một bữa ấy. Và tự chữa bệnh cho họ là cách ni dục là ăn uống một bữa, 2 bữa, 3 bữa cũng được. Nhưng phải ăn chay. Bệnh tật nhanh khỏi lắm thầy. Thế là con cũng nói với thầy là cái người tu hành ấy, bây giờ con còn cư sĩ. Chứ còn người tu hành chỉ làm nghề duy nhất là nghề đi xin ăn thôi. Chứ không làm nghề gì khác đâu. Thì thầy hôm nay khéo khéo vào rồi mà dần dần thì từ chối dần đi chứ mà bây giờ thầy cứ suốt ngày là bốc thuốc rồi chữa bệnh cho họ này mà họ còn ăn thịt chúng sinh ấy, họ uống cà phê ấy là thầy mắc quả nợ đấy. Với con cũng đưa ra thầy có học hành gì không, bảo học tay thôi của ông thầy sư thôi, nhưng mà con nói là con học trong ngành y tế hẳn hoi đấy mà con thấy là ông giáo sư đầu ngành Tôn Thất Bách và con là Tôn cái ông Tôn Thất Bách ấy là con của Tôn Thất Tùng đấy, đều là giáo sư đấy, là nói về chữa bệnh về tim cả đấy, mổ hàng nghìn ca tim đấy chứ không ít đâu. Nhưng mà tại sao lúc khi ông mất, ông bệnh mất thì đều là hội chứng thần kinh tim hết, nhồi máu cơ tim hết, thì con rất sợ chứ ông à. Đấy, con cũng bỏ sau cái thời làm cư sĩ, con bỏ chữa bệnh miễn phí từ thiện đi
Vậy nên con cũng nhắc với sư Tâm An như vậy. Chứ bây giờ mình suốt ngày vào tu tập giả tu độc là đến xoa bóp chữa có mỗi bệnh xương thôi, xương khớp thôi, thì con cũng thương lắm, con nói vậy. Còn rất mong là mọi người hiểu được pháp Phật ấy, là mình đã đi tu rồi mình không làm nghề gì khác, nếu làm gì khác là rất ấy, ngoài bây giờ khéo cái hoằng pháp thôi. Thưa ông à, ngày xưa ông nói những câu đấy là con cũng rất là hoan hỷ và vui, mong mọi người làm đúng chức năng nhiệm vụ mình. Người cư sĩ thì còn phải cố gắng mà giữ năm giới, ăn uống ngủ nghỉ cũng vậy, tập rồi nó quen hết, cái gì nó quen hết chứ không có sợ đâu. Chứ ăn ngày một bữa bình thường, bây giờ khoa học nó chứng minh là ăn và nhịn một ngày 24 giờ đấy chứ ông. Đấy là ăn ở bên bên khoa học, bên công giáo, người ta cũng có giáo sư người ta cũng nói thẳng như vậy đấy. Vậy hay là bên Mỹ cũng vậy, vậy nên là phong trào ăn thô ăn sống là tự chữa lành cơ thể là rất tốt xưa ông à. Còn xưa ông bây giờ cũng phải xa khỏi ngôi nhà khi xử đi, rồi mau chóng vào rừng, chứ bây giờ lúc khi mà mình bệnh tật như vậy thì con gái nó chăm là nghĩa thường tình rồi, cái ái kết xử rồi, nhưng mình xuất gia rồi nếu nó còn chăm bế mình cũng đau, nó ốm ấy mình sợ ấy, rồi là tái sinh vào cái bà mẹ là vẫn còn dục, sau này là mẹ muốn cháu này xui mình để đi lấy vợ, rồi nhân duyên nợ ai lại thành một người nữa là khổ. Còn bây giờ kiếp này được tu rồi, cố gắng là chết trên bàn tay của huynh đệ chùa chiền hoặc núi rừng, con ước nguyện như vậy, cứ chết trong vòng tay ái của con cái gia đình là sẽ tái sinh làm người, của kiếp sau là phải xây dựng gia đình nữa đấy, phải có con có cái nữa đấy sư ông. Vậy sư ông nói cái điều đấy thì con xin cảm ơn, con chỉ nghĩ rằng vậy. Bao nhiêu những thiền sư ở bên thầy Thanh Từ cứ 50 tuổi là phải đi khỏi chúng để cho dành nơi trẻ vào, nhưng mà đi thì cũng có người có phước ấy, cúng dường từ kiếp trước ấy, để lại sau này còn có chỗ tu ở rừng ở rú ở nơi khác. Nhưng mà người thiếu phước kiếp trước ấy lại phải quay về gia đình tu, thì ai đình cái kết xử nó không gọi mình bằng sư ông đâu, mà nó gọi bằng cha, bằng bố, bằng con, bằng ông, bằng bà, cháu đấy. Kể còn có vợ cũng vậy, nó hỏi là bạn của tôi hay là ông ấy, chứ họ không nói là ông thầy hay ông sư nào đâu. Vậy nên là con cũng ước nguyện cho sư ông là sớm ra được, nhưng nhân quả nó khó lắm, không biết có ông có vượt qua được cái ái kiết xử không, vì tuổi gần bách niên giao não rồi, hiếm lắm thiền sư mà tu mà ở tuổi trên 90 như vậy, hiếm lắm sư ông ơi. Thôi sư ông cũng nói cái lời nại họ nói về con chưa là cái gì, con còn đang tu mà thôi, nhưng cái gì ông nói con xin cảm ơn ông nhá. Xin chào ông ạ. Hô Phật.